Người xưa dạy chúng ta là mình biết giảm bớt nói năng thì ít có lỗi lầm. Biết giảm bớt dao động thì ít có hối hận. Biết giảm bớt ưa thích thì ít có sự tìm cầu. Biết giảm bớt sự vui sướng thì ít có tai họa và thất bại. Biết giảm bớt sự ăn uống thì ít có bệnh tật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chia sẻ với tất cả quý Phật tử một cái vấn đề rất là bình thường ở trong cái cuộc sống, nói về cái cách dưỡng sinh để cho quý vị sống khỏe. Ở trong cái cuộc sống của chúng ta đó, ai cũng muốn mình sống được bình an, sống được vui vẻ, sống được khỏe mạnh, sống được tốt. Đó là những cái điều thiết thực nhất ở trong cái cuộc sống của con người. Nhưng mình muốn đó là cái kết quả, là cái sự thành tựu. Còn làm sao để đạt được cái điều mình mong muốn đó thì cái đó là cái nguyên nhân. Thì mình biết được cái nguyên nhân, mình làm đúng theo cái nhân đó, đó hỗ trợ cái phần duyên, những cái điều kiện đầy đủ thì nó có ra cái kết quả. Người xưa dạy chúng ta là mình biết giảm bớt nói năng thì ít có lỗi lầm. Biết giảm bớt dao động thì ít có hối hận. Biết giảm bớt ưa thích thì ít có sự tìm cầu. Biết giảm bớt sự vui sướng thì ít có tai họa và thất bại. Biết giảm bớt sự ăn uống thì ít có bệnh tật. Quý vị thấy là đầu tiên là nói chúng ta phải biết giảm bớt cái nói năng về ngôn ngữ, về lời nói. Sao mình giảm bớt nói năng thì ít có lỗi lầm? Thì nói nhiều thì lỗi nhiều, càng nói nhiều thì có khi còn sai trật càng nhiều. Dầu cho lời nói đó là đúng, nhưng mà mình nói hoài ta nghe là sao? Ta nghe ta cũng dị ứng, nghe ta cũng mệt, nghe cũng thấy là nặng nề. Tuy là nói đúng nhưng mà nói hoài, cái lời đúng nó cũng trở thành sai. Cho nên cái điểm đầu tiên mà nếu chúng ta muốn cho mình bớt cái lỗi lầm, muốn cho mình được là an ổn, thì cái bí quyết đầu tiên là bớt nói, tiết chế ngôn ngữ, giảm bớt cái lời nói. Bớt nói thì mình làm gì thêm? Niệm Phật nhiều thêm. Cái chỗ mà mình đã bớt cái lời nói đó, nó có nhiều cái hay lắm. Bớt lời nói thì mình sẽ được nghe, mà nghe nhiều thì mình sẽ được hiểu nhiều. Hiểu nhiều thì mình sẽ được biết nhiều. Biết nhiều thì mình sẽ có cái sự suy xét nó sâu sắc, và chúng ta sẽ có cái trí của mình nó sẽ tăng trưởng phát triển ở trong cái sự tĩnh lặng.
mình biết bớt cái dao động thì ít có hối hận. Dao động là lăng xăng, là tỏa vẻ ra gấp rút, lẹ lẹ, mau mau, nhanh nhanh, vội vội vàng vàng, hay không lăng xăng à, lúc nào cũng vậy, tỏ ra là người bận rộn thì gấp gáp thì nó dễ có cái sự sai chọn, có cái sự lỗi lầm mà sau đó mình hối tiếc. Cho nên người xưa đó dạy chúng ta đó, thà là mình sai lầm ở trong cái việc mà mình đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều lần rồi, chứ đừng có để sai lầm ở trong cái chỗ mà hấp tấp vội vàng. Tại vì mà sai lầm ở trong cái hấp tấp vội vàng, sau này mình hối hận dài lâu. Có khi lỡ nói một cái câu gì đó hay làm gì đó trong cái lúc gấp rút vội vàng, cái sau này mình tính lại, cái đó là thất bại nặng nề. À, có khi á, quý vị thấy có nhiều cái gia đình là chỉ trong cái hấp tấp quyết định thôi, có thể làm cho tan nhà nát cửa. Như dưới quê Minh Thành á, là có cái cô này, có thấy hàng xóm cất nhà đẹp, nhà nào cũng 2, 3, 4 tầng không à, mà cổ thì khả năng cũng vừa thôi, cổ thấy mình thua người ta, cho nên thôi mình cũng làm theo đi. Thì thấy người ta ai cũng làm hết trơn, cho nên vội vàng cứ làm theo. Cuối cùng bây giờ cứ cất cái nhà lên rồi đó, thì đó là thiếu nợ hàng tỷ. Thì nếu mà bán cái nhà đó đem trả nợ cũng không đủ. Ở trong cái hấp tấp vội vàng, không có suy nghĩ kỹ. Trong cái việc làm ăn cũng vậy, tính toán cũng vậy. Đừng thấy cái món lời đó ngon quá đi, lớn quá đi, phải không? Nhanh có tiền quá đi, cái rồi đi vội vàng móc hết tiền ra đầu tư vô, rồi cuối cùng á là tan nhà nát cửa. Có một số người mình thành biết được đó, là cầm trong tay hàng là 5-7 tỷ. Tụi vậy biết là đâu phải là thường, nhưng mà chỉ vì cái tính sai một nước thôi thì cuối cùng là phải mang nợ. 5-3 ngày mà ở trong túi được có 3-4 ngàn bạc mà sống qua 5-3 ngày. Đối với con cái hay là đối với trong chuyện gia đình cũng vậy, mọi sự mọi việc cái gì mình cũng đắn đo thật là thận trọng. Đức Phật dạy mình làm ăn á, là khi mà có được một cái số tiền, số tài sản, thì mình biết cái phần nào là cái phần cúng dường lo cho tam bảo, phần nào là phần á, lo cho con cái, phần nào là lo cho bản thân mình. Có một số cha mẹ vì thương con cái, đương nhiên cha mẹ thương con là quá tốt rồi, cái đó là cái lẽ đương nhiên. Nhưng mà không có đắn đo xét kỹ, vội vàng hấp tấp, có nhiều đưa hết, cái chừng bệnh rồi đó xin tiền không cho, không có tiền, thì lúc đó rồi nằm một mình không ai chăm sóc, và lúc đó là hối hận dài lâu. Cho nên chúng ta thấy làm cái gì người xưa dạy mình á, bớt cái dao động, bớt cái gấp rút, bớt cái vội vàng, bớt cái trộn rộn lăng xăng, thì mình ít có hối hận. Là mình tập cái gì, tập cái gì cũng trầm tĩnh, cũng phải đó thông thả, rồi đó, từ từ chậm rãi mình suy xét rất là quan trọng. Giờ nói tới những cái cạn nhất đi, già lớn tuổi rồi, xăm mấy 70, thậm chí 70 mấy mà đi, tưởng đâu mình hồi thời 20 mấy, lúc mà bước đó quên tuổi tác đi, xong rồi cái sao trẹo chân bó bộ, phải không, bông gân. Có những người nhiều khi lớn tuổi đó dễ lắm là ở trong nhà tắm trơn đó. Thì khi mang cái loại dép lào, những dép trơn hoặc là cái xà bông còn trơn đó, rồi mình bước vội á, thì có khi là phải nằm một chỗ, rất là quan trọng. Cho nên đó là nói tới cái bước chân của mình. Rồi á,
cái mọi hai cái cử chỉ hành động của mình càng lớn tuổi là mình càng bớt dao động. Cái gì cần thiết mình vận động thì lúc đó mình vận động, còn không là mình hạn chế. Để chi vậy? Để cho cái thân nó yên thì cái tâm nó mới lặng. Cái tâm nó lặng thì cái thần nó mới lắng. Cái thần nó lắng thì cái trí nó mới sáng. Cái thân khỏe, cái thân được bình an là nhờ cái mình bớt dao động. Biết bớt ưa thích, bớt ham muốn thì ít có tìm cầu. Cái chỗ này sâu sắc. Cái Phật dạy mình ít muốn, biết đủ. Mình phải biết bớt cái sự ham muốn. Xin thưa với tất cả quý Phật tử là cái muốn của mình á, là mấy chục năm nay rồi đó, tới giờ đó các cụ mà lớn tuổi cỡ hàng 7, hàng 80 đó, giờ thấy đầy đủ chưa? Những cái mình muốn nó có đủ chưa? Không bao giờ mình thấy đủ. Quý vị thấy phải vậy không? Mãi mãi không bao giờ đủ. Tiền bao nhiêu là đủ? Nhà lớn bao nhiêu gọi là đủ? Hay là mấy cái cho là đủ, là đầy? Tài sản vật chất của mình bao nhiêu là đủ? Không bao giờ cái tâm mình nó thấy đủ. Chỉ có mình biết giảm bớt nó là vừa ở trong cái phạm vi, ở trong cái khả năng, cái sự cố gắng của mình. Thì như vậy đó, làm cho cái tâm của mình nó bớt là suy tính, nó bớt đó lo toan, nó bớt tìm cầu, nó bớt cái dông rủi chạy đuổi tìm kiếm. Chứ còn không là suốt cuộc đời mình là chạy, phải không? Chạy để kiếm, chạy kiếm rồi cuối cùng cái nó lọt xuống cái hố. Phải dài 2 thước, phải ngàn thước. Biết cái hố đó không? Không, bỏ cái hòm xuống cho vừa mình thôi. Mình thước mấy thì để xuống chỗ 2 thước đó. Cái tâm nó tham muốn của mình á, nó làm cho mình là phải chạy hoài, tìm kiếm thêm nữa, thêm cho đến cái mức độ mà tới chừng tìm chưa thấy đủ nữa là đã rồi, xong tiêu rồi. Cho nên á, cái kinh nghiệm của người xưa dạy chúng ta đây là đạo làm người á, những cái vấn đề rất là thiết thực ở trong cuộc sống, chưa có nói tới Phật pháp cao thâm. Mà nói mình đã tập á, là bớt cái sự ham muốn, bớt cái sự ưa thích. Tham nhiều thì khổ nhiều, ưa nhiều thì muốn nhiều, muốn nhiều thì kiếm nhiều, kiếm nhiều thì mệt nhiều, mệt nhiều thì mỏi nhiều, phải không? Mỏi nhiều thì có bữa mỏi quá, nó quỵ luôn, quỵ cái nằm bệnh cái rồi xong. Cài đem cái lưng ra, nai lưng ra cài cho con cho cháu gì xài đó không biết, cái chừng mang bệnh nằm chỗ. Quý Phật tử thấy đó. Đó cho nên á, là ở trong kinh Đức Phật dạy hay sao, cái người mà chạy theo những cái tham muốn, những cái danh tiếng ở đời á, mà khi mà chưa có đạt được cái mà mình muốn á, thì lúc đó thân mình đã sắp tàn. Giống như mình nghe được cái mùi thơm của cây nhang thì lúc đó nhang sắp tàn. Giống vậy. Trong kinh á, là Di Giáo Đức Phật còn nói là cái người mà tham muốn á, thì dầu cho ở trên thiên đường cũng không có dự ý. Mà cái người ít muốn biết đủ và nằm dưới đất cũng thấy được an vui. Tri túc chi nhân ti ngoạ địa thượng du vi an lạc, bất tri túc giả tùy sử thiên đường diệp bất xứng ý. Người biết đủ, cái người mà đó là cái tâm ít có muốn, thì người đó là nằm dưới đất cũng thấy an vui. Mà cái người á mà ham muốn nhiều thì ở thiên đường cũng không có vừa ý, cũng thấy thiếu hoài, chạy hoài. Cho nên sở dĩ mà chúng ta than đó, tôi sao mà không có yên tâm, tôi sao cứ lo hoài, tại sao cứ là phải suy nghĩ hoài, là tại sao? Người đó muốn nhiều. Quý vị xét rất là kỹ. Tại sao mình khổ tâm? Tham muốn nhiều. Tham muốn cho nên mới tính, tính cho nên mới toán, toán cho nên mới gặm, gặm cho nên mới suy, không dừng lại được.
à, tại vì tính tính toán. Cho nên chúng ta đã nói đây, nói cái dưỡng sinh, cái sống khỏe à, là bớt bớt hàm muộn, bớt ưa thích. Mọi người nào đi đâu cũng gặp thích, gặp gì cũng thích hết trơn, gặp nào cũng thích, kêu là gì, thích đủ thứ, phải không? Cái đó mệt rồi, phải không? Cho nên quý thầy là đệ tử Phật Thích Ca, gọi là thích tử, đệ tử Phật Thích Ca. À, Thích Ca là nghĩa là năng nhân tịch mạc. Năng là năng lực, nhân là từ bi, phải không? Tịch mạc là vắng lặng, cái tâm thanh tịnh, từ bi thương xót chúng sanh, chứ không phải nói thích và thích đủ thứ, cái đó mệt rồi, phải không? Cái đó không phải con Phật rồi. Thành ra đó là chúng ta thấy cái bí quyết của dưỡng sinh sống khỏe đó, là chúng ta thấy là ở đâu? Ở ngoài đời á, là người ta tập thể dục thể thao, phải không? Rồi khá khá chút nữa là luyện khí công, còn sâu sắc hơn chút nữa đó là người ta đã dưỡng cái tinh thần, cái tâm. Nhưng mà ở đây là dạy chúng ta là từ cái gốc ở bên trong đó, từ cái tâm bớt tham muốn của mình, thì như vậy là cái khí lực của mình nó sẽ được á, ít có bị hao tổn, ít hao tổn thì nó còn được đầy đủ. Rồi cái thân của mình nó bớt có lăng xăng dao động chạy tìm, thì nó bớt có mệt mỏi. Thì như vậy thì là nó sẽ bảo hộ cho thân tâm khí lực của mình được khỏe. Đó biết ít vui sướng thì ít tai họa và thất bại. Chỗ này hơi khó à nha. Thường ta ham vui, không những em bé nhỏ ham vui mà già cũng ham vui. Hai thiệt nghe coi. Già cũng ham vui đó. Tôi Phật tử thấy giờ mình ngồi trong đây là giỏi lắm rồi nè, ít có ham vui lắm ấy, chứ còn nhiều người già rồi cũng còn sao, nhiều thứ lắm. Bây giờ có đủ thứ giải trí hết trơn, cài dựng, phải không? Tới mấy cái chỗ mà ăn uống rồi nhảy nhót say sưa rượu chè đó, thì như vậy là ham vui, mà ham vui thì ta và thất bại. Vì thế không, nhiều khi cả cuộc đời làm lụng, phải không, chắc chiêu 30 năm mới thành đạt. Nhưng mà chỉ cần là trong một cái cơn say sưa, không có tỉnh táo thôi, có thể là rơi vô trong cái lầm lỗi lớn, trở thành tai họa, tai họa, thậm chí là mất hết tài sản, thậm chí là thân bại danh liệt. Cho nên quý vị thấy rồi đó, tai họa là sao? Rồi ăn nhiều, rồi đó, buông thả nhiều, thì như vậy thì tai họa nó cũng lớn, cũng nhiều. Uống rượu vô nhiều thì sao? Ung thư, bao nhiêu chứng bệnh. Hút thuốc, không, Phật tử thấy không? Bán thuốc đó, để cũng để cái câu gì ngay cho cái tủ thuốc, để câu gì? Hút thuốc là có hại cho sức khỏe, nhưng mà cũng lại mua ào ào. Tự đi chưa? Vì sao vậy? Ham vui. Có cái đó nhiều thấy nó vui, bệnh cũng cả cũng chịu luôn. Thậm chí là những cái tuổi trẻ bây giờ đó, mà chúng ta thấy có nhiều cái tệ hại rất là lắm mà mình không thể ngờ. Chẳng hạn như những cái người mà là trẻ trẻ thanh thiếu niên mà là lái xe tải này kia đó, có khi lại là xài những cái chất thuốc kích thích rất là nguy hiểm, để mà chạy đường dài, thậm chí sáng đêm đó, cho nó tỉnh táo khỏe không ngủ, thì như vậy là hủy hoại cái sinh mạng của mình, là tự mình làm tiêu mòn cái sức khỏe của mình, thậm chí đó là mình đã xem thường cái thân mạng cao quý mà cha mẹ mình đã ban tặng cho mình, ông bà cô bác đã dưỡng dục mình, thậm chí xã hội đã đào tạo mình. Chúng ta thấy những cái điều này rất là quan trọng. Mình phải là bản thân mình biết, mình dè chân, rồi mình dạy dỗ giáo dục cho con cho cháu mình rất là quan trọng. Như lời nói là biết bớt ăn uống thì ít bệnh tật, bệnh tùng khẩu nhập mà họa tùng khẩu xuất. Sao gọi là bệnh tùng khẩu nhập? Ăn vô ăn vô cho nên tự ngoài nó vô, gọi là đó là bệnh từ từ ngoài nó đi vô cái miệng của mình.
À, nhưng mà quả đó là sao? Tùng khẩu sức là từ miệng mình nó đi ra, là phát ra cái lời nói đó. À, thì như vậy bây giờ chúng ta thấy là nhà nho ta nói vậy, người xưa nói vậy, mà trong đạo Phật mình cái miệng tới bốn giới đó. Em nói dối, nói lời thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. À, cho nên ở đây á, nhấn mạnh ở cái chỗ gì? Là mình biết bớt ăn uống thì ít bệnh tật. Bởi vì á, mình ăn nhiều á, thì là cái bao tử mình nó làm việc không có kịp. Rồi đó nó sẽ là khó cái tiêu hóa. Chúng ta thấy nhất là mình lớn lớn tuổi, quý vị thấy buổi chiều á, mà mình ăn á, mà no đó là nó khó tiêu, rất là khó tiêu. Cho nên Đức Thế Tôn á, dạy chúng ta là phạn thân kinh hành. Ăn cơm rồi phải đi kinh hành. Nhưng ở cõi tịnh độ của Phật đó là tất cả đều phải phạn thân kinh hành. Dùng cơm xong phải đi kinh hành. Ngày xưa Đức Thế Tôn của chúng ta đó là một ngày đi kinh hành rất là nhiều lần. Hừng sáng 5 giờ sáng là Đức Thế Tôn đi kinh hành ở trong rừng. Buổi trưa thọ trai xong là ngài cũng đi thiền hành. Cho nên mỗi ngày ba cử gì sau khi mình dùng điểm tâm hay dùng trưa hay là buổi chiều mình có dùng nhẹ gì đó, xong rồi mình phải đi kinh hành niệm Phật. Nó sẽ hỗ trợ cái tiêu hóa của mình, nó làm cho mình dễ tiêu, nó trợ giúp bao tử của mình làm việc. Và ăn uống mình nhai cho nó kỹ, chậm rãi. Thì chúng ta thấy là những cái nhỏ nhiệm đó mà mình đó là mình biết làm là hay lắm. Nó giúp cho cái thân thể của mình đó là khỏe khoắn để mà mình tu học, để mà mình đó thực hành theo lời Phật dạy, để mình giúp ích cho mọi người khác. Chứ nhiều khi mình học ở trên trời không à, ở trên mây xanh không à, mà những cái bình thường ở đây đó là chưa có làm được. Có Phật tử nọ đi vô khóa Phật thất tu, nói Phật thất cũng nổi tiếng lắm, vô tu nhiều người lắm, vô đem dĩa tổ lên có bốn miếng là một mâm bốn người. Thì có người mình không làm hai miếng. Phật tử thấy không? Bây giờ đâu có nói cái tịnh độ gì có ăn cái dĩa đồ ăn này nè, làm chưa xong á, cái ăn mình chưa xong á, mình không làm hai miếng. Phật tử thấy chưa? Thì như vậy ăn như vậy trong đạo gọi là chùa gọi là ăn mít chúng, mít là mít lòng người khác, mít lòng mọi người. Rõ ràng cái dĩa bốn miếng thì người miếng là phần rõ ràng làm mình không hai miếng à. Phật tử thấy chưa? Đó, cho nên chúng ta thấy đó là đó, mình để mình học từ cái căn bản đó, cái kinh hành. Rồi giờ tới đó mình nhai kỹ nè, mình ăn ở trong cái chánh niệm nè, nó sẽ có rất là nhiều cái lợi ích. Bởi vì á, cái chỗ này là cái hạnh phúc mà nhiều khi mình không biết. Cái Phật dạy chúng ta đó là cái giây phút hiện tại đó, tỉnh thức nhận biết đó, nó rất là quan trọng. Nhiều khi mình đi mong cầu ở đâu ngày mai, ngày mốt hay là tới chừng nào rồi đó mới có được hạnh phúc. Nhưng mà nếu mình khéo biết, tỉnh giác, chánh niệm ở trong cái giây phút hiện tại, thì mình sẽ cảm nhận được lập tức ngay trong cái ăn đó. Cái ăn mà mình ăn mà mình đó, nhớ cái chuyện buồn, cái đó mình đang nhai cái buồn. Mình ăn mình nhớ cái chuyện ngày hôm qua cái bà kia nói cái câu gì đó tức quá thì nhai cái tức. Mình ăn mà mình nhớ là cái chuyện bị lỗ vốn gì ngày hôm qua hay sao đó là nhai cái lỗ vốn, chứ đâu phải nhai thức ăn. Bây giờ thấy không? Cho nên bây giờ đó mình tỉnh thức là từng cái món ăn này nhà bếp ta làm rất là công phu nha, phải không? Có khi là gói chả lụa trước hai ngày đó, quên tự thấy chưa? Rồi phải suy nghĩ ra cái món gì món gì. Thì như vậy mình ăn đó là chậm rãi, mình thưởng thức cái hương vị của thức ăn. Thì lúc đó là cái lúc sao rất là ngon. Rồi á, bao nhiêu những cái chất dinh dưỡng nó nuôi cơ thể của mình, nó thấm vào toàn châu thân của mình, nên mình thưởng thức cái hương vị ngay chỗ đó rất là ngon. Rất là có cái ý nghĩa ở trong cái sự tu tập. Mình ăn như vậy là ăn cả gì, ánh sáng mặt trời, ăn cả đất, ăn cả nước, ăn cả không khí, biết bao nhiêu những cái thứ kết hợp thành món ăn cho mình. Bao nhiêu người nấu nướng cực nhọc vân vân, nói cho mình thấy được cái ân sâu của những cái người mà đổ mồ hôi sâu nước mắt cả chung những cái hạt gạo hạt cơm này mình ăn. Mình đâu có cài, mình có tiền mình bỏ ra mình mua. Mà mình đi về quê đó rầm ruộng mà mình chứng kiến, mình mới thấy cái nỗi khó khổ của người nông dân, cái người cài cấy làm ruộng vườn rất là vất vả. Cho nên khi mình ăn như vậy đó, mình biết được cái ơn sâu sắc, mình hiểu được cái mối liên hệ chằng chịt
ở trong cái xã hội tương quan tương duyên với nhau, thì cái ăn của mình là ăn ở trong cái hiểu biết sâu xa, ăn ở trong cái thấy nó rộng lớn, nó bao dung, cái lòng thương của mình á là nó càng tăng trưởng để giúp được những người nghèo khó khổ sợ. Mình ráng mình tôn, mình giúp từ vật chất cho đến phương diện tinh thần, hay là đem giáo pháp đến cho mọi người vân vân. Thì chúng ta thấy đó là nói cái sâu sắc chút. Bây giờ nói cái hiện tại chúng ta những cái món đồ ăn bây giờ rất nguy hại. Chúng ta thấy không? Hồi xưa những trái cây của mình chưng lên cúng Phật á, có khi cả tuần lễ mình đem xuống đó là mình ăn vẫn là bình thường, héo héo một chút ngoài thôi, ngoài da thôi. Và bây giờ để cái chừng là 2-3 ngày thì sao? Nó thối, nó hôi, thì toàn là những cái chất kích thích, những cái là phân thuốc rồi trong đó không. Những cái chất của gì tới càng ngon là càng độc à. Cái này là nói thấy nó nghe giống như ngược ngạo mà sự thật á. Tại vì càng bào chế, càng chế biến ra nhiều qua cái khâu hóa học, những cái chất phụ gia vô, những cái chất bảo dưỡng trong đó đó để cho nó giữ được lâu. Thì như vậy là quý vị thấy nó không có còn cái tự nhiên nữa, mà là hóa học trong đó, thuốc ở trong đó, những cái hóa chất ở trong đó. Mà mình lại thích ăn những cái đồ đó hấp dẫn cái lỗ mũi, cái lưỡi mình chút xíu thôi à. Nhưng mà sau đó rồi sao? Dù bệnh viện đau dài dài, thậm chí ung thư, thì thấy rất là nguy hiểm. Chính vì thế mà giờ nó ăn rau sạch đó, mình ăn những cái rau sạch, uống mình uống nước, nước suối, nước trắng, đừng có đợi tới bệnh rồi mới đi tìm bác sĩ. Tự mình phải biết phòng bệnh, ngừa bệnh, và mình chặn đứng cái bệnh. Tại sao vậy? Mỗi cái chuyển biến trong cơ thể mình nhận biết được liền mà. Mà nếu mà mình có chánh niệm, có tỉnh thức, mà có cái sự theo dõi kỹ á, là nó vừa chuyển biến là mình biết điều dưỡng liền, thì nó ít có bệnh. Nó vừa bắt đầu gọi là muốn bệnh, nó sẽ bệnh mà muốn kỳ. Phải không? Nó sắp sửa bệnh á, là lúc đó chúng ta điều chỉnh nó liền, chặn nó liền, chặn nó lại. Thành ra cái điều dưỡng nó quan trọng hơn là cái trị bệnh. Điều dưỡng cho thân thể mình, lúc nào mình thấy nóng là mình phải tìm cái mát đưa nó vô để cho nó giảm bớt cái nóng. Lúc mình thấy nó lạnh là mình kiếm cái ấm mình đưa nó vô. Lúc nào mình thấy đó là cái lửa nó mạnh lên thì mình phải dùng những cái chất gì để cho nó giảm xuống, bớt giọng quả lên rần hết trơn, phải không? Nóng lên nó đầu nó giật, cái mặt nó đỏ, lỗ tai lục bùng lên, hồi là coi chừng rồi nhé, sẹt lửa đó. Quả khí nó bốc lên. Trong đạo mình thì nói là sân, cái tâm nóng giận cho nên mình biết cái điều lúc đó là uống nước nhiều vô, phải không? Thành ra cái thân tâm nó liên hệ với nhau, gương mặt đổi mà từ màu trắng mà nó đổi qua màu hồng, hồng xong màu đổi ra màu đỏ, đỏ cái hồi xong nó tỏ ra hơi nóng. Đó là sắp sửa rồi đó. Cho nên mình biết mình tìm cái gì mát đưa vô, dùng cam lộ ở trên đầu cành dương liễu của Bồ Tát Quán Thế Âm đưa vô, phải không? Vừa uống nước mà vừa niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, mà quán xét cái nhẫn nhục từ bi nữa, từ hòa nữa, lúc đó nó trị thân tâm luôn, thân bệnh trị, tâm bệnh trị luôn. Tuy nhiên là mình cố gắng hết sức mình, nhưng mà có những cái bệnh nghiệp thì mình phải chịu thôi. Cái nhân quả đời trước của mình nó có những cái bệnh nghiệp báo mình không có tránh khỏi, nhưng mà mình biết cố gắng điều chỉnh thì nó đỡ hơn rất là nhiều, rất là quan trọng. Rồi đó là cái điều thứ hai á, người xưa chia sẻ cho chúng ta đó, đi thong thả mà vững chãi, đứng yên định mà cung kính, ngồi á ngay thẳng mà đoan trang, nói cái giọng thấp mà hài hòa. Đây cũng là cái nói trong đạo mình dùng cái từ oai nghi, nó ngoài đời là dạy chúng ta cái cách thức để làm cho mình được trường thọ. Những cái này mình Thành có nói nhiều cho nên ở đây nói sơ lược thôi. Đi thông thả mà vững chắc, đi đừng có tỏ ra gấp rút như nãy chúng ta đã nói rồi, cứ từ từ mà đi, trừ khi có việc gì thôi. Giống như mình đi kinh hành đó, mình tập những cái bước chân mình đi đó, đi ở trong tỉnh thức, đi ở trong cái sự nhận biết mà nó vững chắc,
chậm chứ không phải rề rề à. Khác à nha, thông thả mà vững chắc nó khác chứ rề rề kéo không nổi, phải không? Làm gì lê rồi kéo cái tâm thần lê lết rồi đi cũng không nổi, nó khác à. À thành á, thông thả nhưng mà vững chắc, từng bước của mình vững chắc ở trong chánh niệm. Rồi á, đứng á thì yên định mà cung kính, đứng là phải ngay ngắn, nhất là lên chánh điện đó mình đứng chắp tay vô trang nghiêm, xá xuống là phải ra thành kính, à, thật là thành kính ở trước Tam Bảo. Ngồi thì ngay thẳng mà đoan trang, mình ngồi nghe pháp, ngồi tụng kinh hay mình ngồi tĩnh tọa là phải ngay ngắn ha, phải đoan trang chứ không phải ngồi cái bạc giò luôn, phải không? Phải không? Phải ngồi thì nghiêng qua, ngồi thì ngửa lại, ngồi thì ngồi nghiêng giết, ngồi thiền á, ngồi tĩnh tọa hay gì tụng kinh với cái đầu quẹo của mình mà không biết sửa lại thì sửa không được. Nó có nhiều vậy đó, cư sĩ cũng vậy mà mấy thầy mình cũng vậy đó, ngồi mà không có người chỉnh giùm hoặc là mình không có cái kiến mình coi đó, ngồi thời gian cái đầu quẹo của mình. À, cho nên mình phải coi cái tướng ngồi của mình, cái dáng ngồi của mình. Cũng có những Phật tử trong đạo tràng mình đó, nhiều bà cụ hay nhiều quý vị ngồi nhìn nó thấm thoát, cái dáng ngồi thôi mà thấy nó thư thái, nó thông thả. Dáng ngồi đó rất là quan trọng, bởi vì cái tướng tự tâm sanh, tâm ư trung, sức hình ư ngoại. Tướng tự tâm sanh tức là cái thân tướng là từ trong nội tâm mà nó sanh ra. Tâm ở trong thì sao? Thì nó biểu lộ ra bên ngoài vậy. Cho nên ở trong cung kính thì tự nhiên ở bên ngoài nó biểu ra cái dáng là cẩn trọng, trang nghiêm. Mà ở trong mà cẩu thả buông lung thì tự nhiên biểu lộ ra cái bên ngoài á là nó lê thê lết thết hay là nó là buông tuồng nhân dân, thì mình thấy rất là rõ. Cho nên là tu á nó biểu hiện ra hết, cái đi cái đứng cái ngồi cái nằm của mình, nó vừa dưỡng sinh, nó vừa làm cho cái nhân cách, cái phẩm chất của mình tăng lên, mà vừa làm cho mình á cái thân mình an ổn khỏe mạnh, mà cái tâm của mình á nó được càng ngày càng thanh tịnh. Quý vị thấy là rất không phải là chuyện thường, tu tập nó tế nhị vậy đó, nó tinh vi, nó nhỏ nhiệm vậy đó, chứ không phải mà nói là chỉ có một cái xong hết, không phải, không có. Trùng trùng vô tận duyên hội, muôn ngàn dạng thứ nó kết hợp nó mới thành ra một cái con người toàn diện. Nó mới một con người thôi à, chứ chưa nói tới chỗ mà giác ngộ hay thành Phật, rồi còn triệu triệu tỷ tỷ nữa, tu không biết bao nhiêu là cái công hạnh. Cho nên chúng ta thấy đó là cái ngồi ngay thẳng mà đoan trang, cái giọng nói thấp mà hài hòa. Khi nói chuyện với mọi người mình nói cái giọng rất là hòa nhã, rất là từ ái. À, cũng một lời nói thôi à, nhưng mà nói một cái là người ta chạy là coi như là chạy để thực hành theo, làm theo. Nhưng mà cũng một lời nói thôi mà ta chạy luôn, không bao giờ gặp lại nữa. Phật tử có thấy cái đó không? Một lời nói mình ra có thể là cảm động chuyển hóa được lòng người, mà cũng một lời nói mình ra thôi à, mà cái này nó quá luôn, nó biến luôn, không bao giờ lại nữa. Phật tử thấy chưa? À, cũng như mình thành thường ví dụ cái đơn giản thôi, mình là Phật tử mình đi vô chùa, thành công quả mình đang lao cái chánh niệm mà tâm quyết lắm, tâm quyết với chùa lắm, lao ha, mình xà bông ha, rồi để nước thơm vô nó chỗ chánh niệm mà trang nghiêm lắm, kỹ ha, từng chút thiệt kỹ. Bỗng nhiên có một cái cô cái cậu nào đó mới lại chùa lần đầu tiên, mà ngoài trời mưa nó mang dài mà đi đâu dính sình tùm lum, cho vô bước vô chánh niệm luôn, mang dài dính sình bước vô. Lúc đó là sao Phật tử thấy sao? À, cái chỗ đó là cái chỗ đó là chấm điểm, chỗ đó tu, chỗ đó đó, cái chỗ đó đó. À, nếu mà mình đó là tam thành lục tặc đó nữa, mình chọn cái mình là sỉ cái ngón tay mình la lên cái đi ra hay là gì đó, em chọn lên sỉ rồi cái rồi xong rồi mô Phật từ đây xong không dám lại chùa, nó mới lại lần đầu à, giờ cũng không biết, phải không? Rồi xong đi luôn. Còn nếu như ngay cái chỗ đó mà mình vẫn từ ái được cái chỗ chánh điện lại Phật trang nghiêm sạch sẽ, đừng có đi gì là tổn phước, phải không? Em không thấy sao chị lao đó ha, chị lao nãy giờ đó
là cả tiếng hồ rồi đó. Chỗ này chỗ thờ Phật nghe vậy, ôi dạ dạ trời, xin lỗi em dám vậy nữa, thế này sao, thấy không? Nhưng mà ta còn đi lại chùa nữa, còn mình làm lần giống như nãy là thôi rồi xong luôn. Phật tử thấy chưa, rất là đơn giản bên cái lời nói của mình đó. Thấp giọng hài hòa từ ái. Mà nhiều khi ông Phật ở trên á thì ông như như bất động, mà lại ông thấy không, hít hà rồi kính dữ lắm, đọc bao nhiêu bài tán dương thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật dạ. Trên trời dưới trời không ai bằng Phật đó. Mười phương thế giới cũng không sánh. Tất cả những cái gì con thấy được, tất cả không có ai có thể so với Phật được. Khen ngợi vô cùng, lại hít hà lia lịa hết. Nhưng mà người ngoài, mà tất cả mọi người tới mà làm gì sai cái trợn trắng, trợn liếc, thấy không, la ruột. Cho nên á, kính Phật trọng tăng thì phải thương mọi loài. Không phải là chúng sanh mà con người với nhau, mà ngay cái con vật mình còn đi phóng sanh mà mình thương á, mình mới đi phóng sanh, con vật mình cũng thương á. Mà ông xã mình nhà, con mình, anh chị em nội nhà có thương nhiều không? Có thấp giọng nói lời từ ái không? Hay là lâu lâu cao hơn mà la lớn? Chúng ta thấy cái đó là dưỡng sinh đó, là sống khỏe, là gia đình sẽ được bình an. Ngay cái cơn giận mà mình biết làm chủ á, mình hạ thấp cái giọng xuống, mình nói lời nhẹ nhàng thì ngay chỗ đó là được bình an. Cái chỗ này thâm sâu. Đạo sanh từ nơi yên tĩnh, đức sanh từ nơi khiêm tốn, phước sanh từ nơi tiết kiệm, mạng sanh từ nơi hòa vui. Cái chỗ này quan trọng, chỉ cho chúng ta thấy đạo nó ở chỗ nào, đức nó từ đâu sanh, phước do đâu mà có, cái mạng mình làm sao để được kéo dài, rất là quan trọng. Đạo từ nơi yên tĩnh, cái chỗ mà ồn náo, cái chỗ mà lăng xăng rộn ràng làm gì có đạo. Vô ngồi yên tĩnh ở trong chùa, tĩnh lặng như vậy đó mà trong tâm nó còn có yên chưa? Khi đang ngồi ở trong đạo tràng nhưng mà nó tính gạo không, mà không tính đạo. Tính tiền là tính gạo, phải không? Mà buông được cái tiền của lo toan này kia nó mới vô được cái đạo. Cho nên là cái chỗ yên tĩnh đó thì nó sanh ra đạo. Vì thấy Đức Thế Tôn mình ngồi đó 6 năm khổ hạnh ở trong rừng già, 49 ngày đó vắng bạc với cái cội cây Tất Bạt La, cội Bồ Đề. Sau đó cái vị A La Hán thánh nhân là người một gốc cây ở bên bờ suối, ở trong rừng, hoặc là ở trong ngôi nhà trống ở bên bãi Tha Ma nghĩa địa, tĩnh lặng như vậy trong chỗ đó nó sanh ra đạo, thấy được cái đạo. Như vậy mình đi vào chùa rồi mình cũng có tìm cái chỗ tĩnh lặng để mà mình nó thấy được cái đạo. Cho mình nếu vô mà còn si phu si sạo, bà tám gặp bà chín thì làm sao có đạo? Mấy Phật tử thấy chưa? Đó, cho nên chúng ta thấy được cái ý này nè. Vắng lặng, tĩnh mặt, lặng lẽ nhiếp tâm trong cái câu danh hiệu Phật, thì từ cái chỗ lặng lẽ đó cái đạo nó sanh. Cái tâm Bồ Đề của mình là cái hộp giống nè, rồi mình đi vô chùa mình nghe pháp, rồi mình niệm Phật tụng kinh á, mình được tưới tẩm vô, phải không? Tưới tẩm những cái là nước vô, phân bón vô, những cái chất dinh dưỡng vô, thì như vậy là nó đâm dòi nảy lọc, phải thân lên, có thân rồi có cành rồi có lá, phải xum xê rồi lên chứ, phải không? Là nuôi từ chỗ yên tĩnh. Cho nên tại sao trước khi mà quý Phật tử nghe pháp bên thành kêu quý vị ngồi lắng lặng thân tâm hít thở niệm Phật, đó là yên tĩnh đạo nó sanh.
cái tâm tạp loạn lăng xăng, làm sao thấy được sự thật. Đạo là lẽ thật, là sự thật. Sự thật ở đâu? Ngay nơi từng hơi thở của mình. Sự thật ở đâu? Ngay nơi cái cuộc sống động tác thi vi hàng ngày của mình. Đạo ở đâu? Đạo ngay trong cái sự vật, sự việc, con người nhan nhản trước mắt mình. Đạo ở đâu? Đạo trong cái tâm tĩnh lặng cùng cực và tỏ sáng. Đức sinh từ nơi khiêm tốn, cái này quan trọng lắm. Đức, như thường thường nói người đó có đạo đức. Đạo là từ chỗ tĩnh lặng, đức là sanh từ đâu? Từ ở chỗ khiêm tốn, nhún nhường, hạ mình xuống, nó sanh cái đức. Nói người đó có đức lớn lắm, và người đó luôn luôn là khiêm hạ, luôn luôn tỏ ra cái cung kính, luôn luôn á kiến nhường, luôn luôn á là hạ thấp mình xuống đối với mọi người. Người đó người có đức lớn. Thật ra nhiều khi mình tưởng đâu mình phải ăn to nói lớn, mình phải tỏ vẻ ra ta đây này, tưởng đâu vậy lớn, không ngờ cái đó nó nhỏ xíu. Càng lớn thì nó càng nhỏ, mà càng nhỏ thì nó càng lớn. Chỗ này đặc biệt rồi nha. Càng lớn thì cái bản ngã mình lớn, cho nên cái đức mình nó nhỏ xíu. Mà càng nhỏ cái bản ngã thì cái đức nó càng lớn. Chỗ đó mà đặc biệt á. Cho nên Đức Phật của mình đạt cái chỗ vô ngã, cái trầm tam thiên đại thiên thế giới, không còn cái ta nữa. Cho nên chỗ nào cũng ta hết trơn. Mười phương pháp giới chúng sanh muôn loài trở lại, thấy không, sức chán luôn mà cũng vẫn còn thấy là chưa đủ nữa. Cái công đức của ai tan biến cái ta của mình đó. Cho nên khiêm tốn này lắm. Mình thấy mình có trí huệ bao nhiêu là thấy cái khiêm tốn, là biết được là người đó trí huệ bao nhiêu. Minh Thành rất là quý, có nhiều Phật tử đó tu học á, thì Minh Thành biết là hàng 30 năm. Mà từ cái ngày quen biết Minh Thành cho tới 30 năm sau vẫn cung kính y như vậy, không có thay đổi, mà thậm chí càng ngày càng tăng lên thêm. Cái đó mới là tu đúng mà. Còn có những cái trường hợp mình gặp nhiều á, mới lại chùa nhìn dễ thương á, hiền, không dám nói chuyện, mọi cử chỉ hành động là e dè, giống như cô dâu mới về nhà chồng. Nhưng mà ở trong chùa đi tụng kinh chừng 10 năm hay công quả 20 năm lại chạy luôn, không dám nói chuyện. Tôi ở đây nè, bao nhiêu năm nè, phải không? Cái gì cũng tôi hết, phải không? Tại sao không nói qua tu vân vân kìa, rồi sao? Càng ngày cái đức của mình càng mòn, tiêu mòn, mà mình không biết. Thành ra đâu có tính cái thời gian, đâu có tính là gần mấy thầy, đâu có tính là thuộc bao nhiêu bộ kinh, mà tính cho cái tâm khiêm cung, nhún nhường. Cái chỗ đó mình tự thấy cái chuyện bình thường thôi. Quý vị thấy Đức Thế Tôn chúng ta mà mẫu mực muôn đời đó, là cái đức của ngài lớn. Có em bé, mấy đứa nhỏ nó chơi nhà chòi, nó lấy mấy cái cát với đất rồi nó nắng rồi nó làm là lúa, nó làm cơm, làm bánh vân vân nghe chơi. Thấy Đức Thế Tôn ôm mình bác nó ngang cất thực á, nó hốt ba cái cơm lúa gạo, nó quý kính Phật mà. Thế nên nó nghĩ này là lúa gạo của nó mà, thế nên mà nó cúng cho Phật. Mà hay nó bỏ vô cái bình bát đó là cái như là cái bát của Phật hết ăn cơm rồi, cơm đồ ăn mà nó bỏ đất cát rồi vô. Mình lúc bỏ vô thì ngăn lại sợ bỏ gì. Đức Thế Tôn đâu có dùng cơm nữa, mà không dùng cơm mà nhịn đói nguyên ngày. Đức Thế Tôn ngày ăn có bữa chưa hả? Đức Thế Tôn ngăn lại không cho là ngày anh ăn, cản các em bé, để cho em bé đổ cát đất vô cái bình bát của Phật. Đức Phật á, không phải chỉ trên hình thức vậy mà về Phật kêu ngày anh đem mấy cái đất sét đó, mấy cái hạt cái cơm, mấy hạt lúa bằng đất sét đó chét lên trên cái vách hương thất của Phật. Đức Phật nhận cái tấm lòng của các em bé này, và Phật nói sau này do cái tâm cung kính Tam Bảo, cung kính Phật như vậy, sau này bao nhiêu kiếp về sau đó thì sẽ thành Phật, giác ngộ cùng cực, hiệu là gì, có được thế giới như thế nào. Cái tâm tốt. Quý vị thấy Đức Thế Tôn mà có giác ngộ tới cùng độ Pháp Vương, là vua của tất cả các pháp đó, mà thương mến những em bé nhỏ chưa hiểu biết gì. Cho nên ở trong đạo tràng mà mình biết khiêm nhường cung kính như nhà, không có chuyện gì hết á.
không bao giờ có chuyện và hãy bữa này có chuyện này, vài bữa giận người kia, ngày bữa để tôi không đi tu nữa, là tất cả là gì? Là mình không có khéo tu cái đức, cái cung kính cái đức nó sạch. Cho nên quý vị thấy nó thập nguyện phổ hiền của Bồ Tát Phổ Hiền, nó nhất giả lễ kính chư Phật là đức á, luôn luôn dùng cái sự kính đối với tất cả mọi loài mọi người, sanh ra cái đức. Mình xét là cái tâm mình thấy được liền. Vậy là phước sanh từ đâu? Sanh từ nơi tiết kiệm. Chỗ này quan trọng. Cái tiết kiệm nó khác với bỏng sản. Thì tiết kiệm á, thì nó đương nhiên nó đối nghịch lại với cái người mà xài xa xỉ phung phí. Và chúng ta thấy cái thái cực có những cái người nó xài rất là xa xỉ, rất là phung phí. Nhiều khi ăn hai ba đũa vậy phải bỏ nguyên cái tô rồi ăn vậy đó. À, hoặc là cơm cũng vậy đó. Thì không thấy cái món không vừa thì đổ thùng rác vậy. Mà nhiều khi ngày người nghèo đó là có khi cả cuộc đời ta đó là không có được một cái tô cơm đồ ăn ngon như vậy. À, cho nên đó, cái phung phí xa xỉ mà nó tổn cái phước của mình, tổn phước của mình.